Trong đẻ mấy con? Mà mới vừa mập mập tao đi chữa dạng ấy, mẹ nó khóc lên ru cái trời ơi trời. Cả gì đâu hai con ru đã. Ừ, con mèo của bà nội nó ra ở ngoài vườn nó đẻ hơn. Đi luôn. Con này là đẻ lâu rồi. Bởi vậy bà bộ bảo không hay gì, bữa nay là nó tròn quay rồi ha, nó nay chạy sữa mà. Mở mắt rồi. Mở mắt rồi. Nó đẻ lâu rồi. Hai mèo mốt luôn. Em không có nuôi. Nó chừng nó đẻ ở trong nhà nó tha ở đây cũng chừng nữa chứ. Nó cô ba nó đẻ hai lâu rồi nó ra mở mắt rồi. Chứ lúc này mưa mà nó đẻ ngoài này từ lúc mà mới đẻ tới giờ chắc nó lạnh nhất chết. Bên nhà em hả? Chỉ có dừa thôi chứ có gì đâu bán. Dạ buổi chiều ngày hôm nay thì mình ghé nhà của mợ chính để quay cảnh mấy anh em làm hồ cho cô chú anh chị xem tiếp. Do bên đây là có một khúc ngay cái nhà nên là mình làm cỏ cho nó sạch sẽ, nhìn cho nó sáng luôn. Nhìn lắp bên đây mình đào xong rồi mình lắp luôn. Rồi. Vậy là đào cái khúc ở đằng này luôn hả mà chính? Vừa xong rồi tới chính ra chính bằng một tăng luôn rồi tới giờ nó ra nó làm luôn. Sáng mình hái ổi mình bán chỉ được có 200 mấy ngàn thôi hả? 265 ngàn. Bỏ mạng hết trơn. Nó bị hương đốm 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 mà bỏ hết dẹt hết. Sáng hai người hái có tới một buổi sáng mà bán được có 200 mấy chục ngàn. Cái gì con? Cái gì? Quẹt. Cái gì thương? Cái xe bén bự mà. Xe bén nhỏ hả? Lấy đinh hả bên đây nè. Sớm là mình cũng có ghé tiệm vật tư đó, nông nghiệp đó, mình mua cho bác 30 ký để bác ba cái cỏ, tại vì bác ba đi xe đạp cũng cực lắm nên mình sẵn tiện cái xe máy mình mua về giùm luôn. Kêu nó sửa hơi mẹ đâu rồi, lên tiếng mau thì nó lên tiếng chứ coi đâu. Thôi thôi, mà đứng mà đạp cái chán này cho mà tắt đi. Đạp cho nó xuống. Đạp hả? Đạp được cho Thương, cái cây này ngon rồi Thương. Đâu? Yeah.
nha. Đi xấu quá thầy ơi. Nó mệt, hơi thở hơi lên. Quần mất ba gắt rồi kìa. Tao mặc hai cái mày, đừng có thấy gắt đây là mày hai cái mày. Tưởng mặc có một cái chứ. Tè tao nói ngày mày quay vú đâu chứ quay hát được không mà chết. À biểu anh ngồi anh bành ra ăn chơi. Bành bành nó mặc hai cái quần mày. Ui để nó quay con hai cái là biết cái quần gách là trước rồi qua mặc hai cái rồi sao lấy khúc trên đọt đùm cục á. Không bây giờ con đẻo á thì lấy cái đọt đó là gắn vô cái cán. Rồi thôi gắn lần đầu luôn á. Chính lý thầm đi chân nhát khó ai chết cục hoài là mình cầm vừa tay ngon lắm. Em tập nó đó hả? Nó ra nó kiếm em nữa kìa anh Nguyễn. Nó ra nó kiếm em nữa kìa. Mốc đất xảm cái lỗ sình nữa kìa bác ba ơi. Mốc đất xảm lỗ nữa kìa. Để đi hồi mình chọn mình đổ luôn. Nước nó chảy ra đó hả, rịnh ra đó hả. Hôm đâu có chích Covid đâu hả? Đâu có chơi game đâu. Nó sớm mở chính cắt đường khúc mình đó rồi đó hả? Cắt bằng máy hả? Cắt bằng máy hả?
Bác ba có tiền bác ba xích ra mua cái máy cắt cỏ đi, nữa tưới cỏ luôn. Nguyện mua cái máy cắt cỏ đi, tới tháng khô tưới cỏ kìa. Mua máy nghĩa địa được rồi. Ông bác ba phải mua một cái chứ, tới tháng khô là anh phải tưới cỏ thường xuyên chứ không tưới là đâu có được. Ừ. Mua cái đó riêng về gắn vô. Chứ tới tháng khô mà anh không có cái máy cắt cỏ đó, người anh gãy phân sao anh tưới cỏ. Hoặc là chẳng hạn như năm tháng ngày anh cũng phải tưới một cái cỏ mới tốt được chứ. Mà nói là không phải lo, để nói cho ông biết ông mua thôi chứ không phải lo. Mày nói cho ông biết trước nè, ông làm hồ cho chú Tám nè, ông đã dành dụm tiền ông mua đó. Mà tao không trả đâu. Không mà tao để cái ghét cái cho nó lấy nhiều cái gì đó. Nói đậu nó tao không trả đâu, nghe cái tự ái muốn mình đó mẹ. Gom lại cái là xong cái nhà trả luôn. Nhà ta tháng khô mà anh không có cái máy tưới là anh tưới tay sao chịu cho nổi. Mua cái máy nghĩa địa cũ xài được rồi, mà mua cái loại hàng Nhật á, cái mua cái hàng Việt Nam về giật chết luôn. Cái con gì kìa, mày liễn cái con gì lên đây nó cứ muốn chết vậy. Không lâu cái con gì chết chứ không có vừa mỏ được. Ở đâu có đây mà liền. Tôi cãi mà cái con này con giật chết. Còn cái con gì đây này chứ. Nếu mình mua đại cái máy loại của Nhật á. Nó cũ cũ mà xài nó bền, chứ còn mua loại Việt Nam Trung Quốc rồi về giật xỉu luôn. Ừ. Nghe qua đắp sình à. Anh Nguyện thấy em tập con chó hay không? Muốn chết là nó đưa cái đít lại. Đó, mày tập nhiều bữa nào nó cũng khiều tao chứ. Kha nó tập nựng con chó không nghe, giờ nó quen nó xè đít vô nữa. Nó cho ông Nguyện đựng cu nữa đó. Đúng chứ em. Ừ. Giờ đây là cái đống ổi, hồi sáng thì mợ chính cũng hái bán cho lái đó. Thì giờ lái nó lựa, nó lấy trái đẹp còn trái xấu, cũng như là nó bị úng lỗ nhỏ nhỏ đó, rồi lái nó dạt ra. Thì chắc có thể là mình xin thì ngày mai mình đem xuống dưới cho mấy đứa nhỏ con của em Hận nó ăn. Thì nói chung là
còn cũng còn ngon lắm chứ không phải đến nỗi mà ổi hư ha, tại vì nó bị nám có lỗ à, mình ăn rồi mình cắt cái chỗ đó hư vỏ, còn những cái chỗ kia thì mình ăn được bình thường. Sáng nguyên một đống ổi vậy đó, mà chính bán thì cũng được 200 mấy ngàn thôi. Rồi còn cái đống này là ổi dạt trở lại, nó bị hư con lỗ đó rồi không có lấy. Thì ổi trái nào trái nấy thì rất là ngon luôn, nhưng mà nó bị hư có con lỗ à, không bỏ thì lái nó không có mua. Rồi nữa mình sẽ lựa cái trái nào mà nó hư ít á, mình sẽ đem xuống dưới cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Mình đây nè, bên mấy cây ngang này đổ dậy qua. Kinh cái cho hồ bự luôn hả? Mấy cái đọt dừa nó bự bự không?
này là như đợt rồi mình cũng làm lại hết lần cái gì, giờ cỏ nó lên nữa. Dạ. Nay cũng có làm hết lần rồi đó. Còn mấy lần rồi vậy đặt không? Không mau ha mà chứ sản xuất nhà mần, ba tập rồi nè, mần chị á. Hốt mần tới đậu á. Cơm đống nữa hốt bỏ như này nè. Còn cái trống chai vô đó của không.